Ronaldo chưa thể chơi ở cúp C1 châu Á, CR7 chưa được chơi ở AFC Champions League mùa năm 2022 đến năm 2023, do Al Nassr không có quyền tham dự. Ronaldo ký hợp đồng với Al Nassr hôm 30 tháng 12 năm 2022. Anh sẽ cùng câu lạc bộ mới chơi nốt hai giải quốc nội mùa năm 2022 đến năm 2023 là Saudi Pro League và King Cup. Al Nassr không có quyền dự AFC Champions League do chỉ xếp thứ 3 Saudi Pro League và dừng chân ở tứ kết King Cup mùa trước. Trước đó, Ronaldo cũng đã thất bại trong việc tìm câu lạc bộ có vé dự UEFA Champions League. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, mọi câu lạc bộ mà CR7 tiếp xúc đều từ chối ký hợp đồng. Nhóm này gồm cả Real, Chelsea, Bayern, Napoli, Marseille và Frankfurt. Để dự AFC Champions League năm 2023 đến năm 2024, Ronaldo cần giúp Al Nassr giành Saudi Pro League hoặc King Cup. Là một trong hai nền bóng đá mạnh nhất Tây Á, Saudi Arabia có quyền cử 3 đội tham dự AFC Champions League. Danh sách tham dự mùa tới gồm nhà vô địch Saudi Pro League năm 2022 đến năm 2023, nhà vô địch King Cup năm 2022 đến năm 2023 và Al Hilal, nhà vô địch Saudi Pro League năm 2021 đến năm 2022. Al Nassr đang dẫn đầu Saudi Pro League năm 2022 đến năm 2023. Sau 11 trận, câu lạc bộ mới của Ronaldo sở hữu 26 điểm, hơn Al Shabab 1 điểm và Al Ittihad 2 điểm. Tuy nhiên, hai đội xếp sau chơi ít hơn 1 trận. Trong tháng 3, Al Nassr sẽ đá tứ kết King Cup và Abha. Nếu thắng, họ sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Al Batin Al Weda. Al Nassr từng vào chung kết cúp C1 châu Âu, giải đấu tiền thân của AFC Champions League năm 1995 và thua câu lạc bộ Hàn Quốc Ehwa Chunma 0-1. Năm 1998, Al Nassr giành cúp C2 châu Á khi thắng một câu lạc bộ Hàn Quốc khác, Suwon Blue Wing 1-0. Cựu danh thủ của Barca, Hristo Stoichkov ghi bàn duy nhất trong trận này. Trong trận Anfield 1-0 hôm 31 tháng 12, CRV Al Nassr đã mừng hợp đồng ký với Ronaldo bằng một màn cổ vũ đặc biệt. Khi trận đấu bước sang phút thứ 7, số áo quen thuộc của Ronaldo, họ hô vang tên anh và tên của màn chia vui quen thuộc siêu. Ronaldo có thể sẽ ra mắt câu lạc bộ mới trong trận gặp Al Ittihad ngày 5 tháng 1. Theo hợp đồng, CR7 sẽ nhận mức lương cao nhất thế giới 75 triệu đô la Mỹ. Tiền đạo 37 tuổi cũng có thể kiếm thêm tới 200 triệu thông qua hoạt động quảng cáo và thương mại. Ronaldo gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do. Hôm 24 tháng 11, anh và Man United đồng thuận chấm dứt hợp đồng cũ sớm 6 tháng. Ronaldo phải rời Man United sau khi mối quan hệ đôi bên trở nên không thể hàn gắn. Trước đó, hôm 14 tháng 11, Ronaldo lên án câu lạc bộ và huấn luyện viên Ten Hag về cách đối xử và sử dụng đầu mùa năm 2022 đến năm 2023. Trong khi đó, câu lạc bộ và Ten Hag bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.